xin chào tất cả mọi người. Mình chính là Timmy đây. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh reaction đấy bạn ơi. Thì nhắc đến reaction thì chắc là mấy bạn sẽ biết rằng hôm nay chúng ta sẽ làm video gì vậy, đúng không? Hôm nay mình sẽ tiếp tục reaction MV gọi là chính thức Bước Vu Quy các bạn ơi, đó của gọi là anh Khởi Vinh kết hợp cùng với Hero Team bọn mình nha. Đó thì MV Bước Vu Quy ngày hôm qua mới vừa được ra mắt thì hiện tại nó đã được hơn 1 triệu view rồi. Rất cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn hãy nhớ cày view cho MV này lên được 10 triệu view luôn nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn. Thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người đó nha anh em nha. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu reaction nha các bạn. Thì khoan đã, trước liên reaction thì mình phải khoe các bạn cái nón mình mới mua được. Đây chính là cái nón của Timo nữa bạn ơi, đó nhìn rất là dễ thương đúng không? Thì mình mới vừa mua được á, nhưng mà sao mình đội lên mình thấy mình không dễ thương tí nào ta. Thôi kệ, cái nón dễ thương là được rồi, còn cái mặt của mình không dễ thương cũng không sao, bởi vì mặt mình là mặt đẹp trai chứ không có dễ thương. Thôi mình giỡn các bạn đó. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào trong video reaction thế nào nẹt bu. Ok và chúng ta bắt đầu vào reaction nữa các bạn ơi, let's go. Ok, trời vừa vô mà đã thấy cảnh mà Sam bị té đập đầu là thấy bắt đầu MV có là kinh dị vậy các bạn ơi. Vô nào. Ôi, phải công nhận một điều là cảnh ở dưới quê rất là đẹp luôn các bạn ơi. Phong cảnh ở dưới quê nhìn cực kỳ đẹp luôn. Ê, có cái đoạn này nhìn gọi là đáng suy nghĩ nha các bạn nha. Đâu ta, từ từ để xíu. Đây, các bạn hãy coi đây. Đây là một cái cảnh mà gọi là ba người bạn đang ngồi nướng thịt gà ăn chung với nhau. Còn có một mình Kairon ngồi chơi game bạn ơi. Không hiểu tại sao người ta đi chơi với nhau mà Kairon lại ngồi chơi game một mình. Đó, mà còn ngồi kế bên cái đống rơm nữa ha. Mình đang tưởng tượng đến một cái cảnh mà cái đống lửa ở chỗ này mà nó bị bay gió, xong nó bay trong đống rơm, xong nó mà cháy cái là Kairon bảo đảm là bị cháy, đó là Kairon thành heo quay luôn bạn ơi. Mình ơi, đó, ngồi kế bên đống rơm luôn nè. Trời, mà không hiểu sao nướng lại nướng kế bên cái đống rơm gì nhờ, lỡ đâu nó lửa cháy trúng cái là Kairon thành heo quay luôn các bạn. Này thì ngồi chơi game này. Mình hiểu rồi, trong MV này là đang nói đến cái cảnh là Simmy và Vinh là hai người sống ở dưới quê và là một gọi là một cặp đôi yêu nhau các bạn ạ. Đó, chèo thuyền các kiểu rồi, cái kiểu này đấy, nhìn rất là gọi là dễ thương luôn các bạn ơi. Và Simmy của chúng ta đã xuất hiện các bạn ạ. Đó, rồi xong bị té xe xuống dưới ruộng luôn. Và sau đó là anh Vịt đã xuất hiện. Ui, mấy bạn có công nhận một điều rằng trong MV này anh Vịt hơi bị đẹp trai luôn các bạn. Rượu kia uống sao chẳng say, thôi từ đây ngậm nước mắt tơ hồng đứt dây. Đó, thì cái cảnh này rất là đơn giản thôi. Bạn nào mà xem cái cảnh này mà không hiểu nữa thì mình cũng chịu luôn nha. Thì cái cảnh này như thế này nè, mình sẽ giải thích cho bạn nào không hiểu nha. Thì cái cảnh này như thế này. Đây là một cái cảnh mà gọi là cô bé mèo Simmy đang lái xe ở dưới quê đó. Sau đó là bị gọi là chiếc xe hơi tung trúng. Và chiếc xe hơi gọi là tung trúng nhưng mà chiếc xe hơi không sao hết. Có mỗi cái xe của Sim là nó bị rơi xuống dưới ruộng luôn. Chiếc xe hơi không sao hết, có mỗi cái xe của Sim là bị rơi xuống ruộng luôn đấy. Và sau đó là mình cãi nhau với Sim nữa, bởi vì là coi ai là người đã tung xe của người nào. Và sau đó là anh Vịt xuất hiện. Anh Vịt mời Sim lên xe chở về nhà giùm. Đó, sau đó anh Vịt chỉ tay đó, mày coi là chỉ tay. Chỉ tay này có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh Vịt kêu mình gọi là phải bước xuống dưới cái hồ, kéo cái xe lên bạn ơi, bình thời nha. Trong MV này nó không có cảnh đó thôi, chứ hôm đó mình phải lội xuống cái ruộng để mình kéo cái xe đạp lên luôn các bạn. Người mình dính đầy sình luôn á, mình nói thiệt. Sao từ lúc quay MV cảnh nào cũng là cảnh mình bị té xuống sình không ta, trời ơi trời. Khổ ghê, không biết mình đã làm sai chuyện gì mà Tàn bị bắt gọi là nhảy xuống dưới hồ không. Trời trời. Ok, coi tiếp nào. Thôi từ đây ngậm nước mắt tơ hồng đứt dây. Xuống lật cái xe mày. Kiểu vậy. Thương nhớ nước trôi theo dòng Lục Bình ơi. Tại sao Trúc lại đối xử với Vinh như vậy? Cái này là thiệp cưới nè phải không? Ui, đang hồi tưởng lại bạn ơi, đang hồi tưởng lại. Rồi Vinh buồn luôn. Ok, cái đoạn này thì mình sẽ giải thích cho bạn nè. Đây chính là đoạn mà mèo Simmy đang đến để đưa thiệp cưới cho Vinh các bạn ạ. Đó, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cưới ai? Tất nhiên rồi là cưới anh Vịt chứ còn ai nữa. Và đưa thiệp cưới cho Vinh. Đó, sau đó là Vinh đã rất là buồn. Và Vinh hỏi rằng là tại sao Trúc lại đối xử với Vinh như vậy? Vinh đã làm gì sai? Đó, kiểu vậy. Đó. Thì sau đó hồi tưởng lại thì là do là anh Vịt đã gọi là đến tặng hoa cho Sim nè, rồi tỏ tình Sim nữa. Sau đó là hai người yêu nhau và sau đó hai người cưới nhau hả? Kiểu vậy. Đấy. Cái này cưới trong MV thôi nha các bạn nha. Rồi ok. Và sau đó thì Vinh thấy được cái cảnh đó và Vinh buồn. Đó, trời ơi trời, thiệt Vinh quá. Em lại quên hết câu ước thề, nhìn từ xa kiều hoa lướt qua, hàng mi cứ rơi, lệ tuôn nguyện cho muôn kiếp yêu người dù. Ê mấy bạn ơi, chỗ này vô lý nè nha, mấy bạn để ý gì không? Tại sao sống ở dưới quê mà trang điểm lòe loẹt như thế này? Trời ơi trời, bạn coi nè, trang điểm gọi là má hồng rồi mắt tím rồi tùm lum la, trời ơi trời, còn nhuộm tóc hồng nữa chứ. Cái này là vô lý không được. Cái này vô lý, sống ở dưới quê là không bao giờ gọi là nhuộm tóc hay gì nhiều vậy đâu rồi. Sống dưới quê là phải để tóc đen, bạn hiểu không? Chứ ai đi nhuộm tóc. Lệ tuôn nguyện cho muôn kiếp yêu người dù đau đớn hơn trăm lần người. À, có nghĩa là cái đoạn này là Timmy cũng thích Vinh mấy bạn ơi. Đó, à, có nghĩa là Vinh thích Simmy, còn Timmy thì thích Vinh. Ôi, coi bộ gọi là cái gì ta, nó hơi rắc rối rồi nha. Đau đớn hơn trăm lần người vào mây. Timmy thích Vinh mấy bạn ơi. 2 năm sau. Nay đã xa tôi rồi, chỉ còn tôi vẫn ôm thương nhớ. À, cảnh này là như thế này nè bạn, là sau 2 năm sau, sau khi mà gọi là sau khi mà Trúc đã đi lấy chồng xong thì 2 năm sau anh Vinh đã lên Sài Gòn bạn ạ. Đó, lên Sài Gòn để lập nghiệp và đã được Kairon đưa cho một tờ giấy, và cái tờ giấy đó chính là địa chỉ của một cái quán ăn. Đấy. À, hồ sơ xin việc. Sammy đã xuất hiện các bạn ạ. Bên đời năm xưa giờ chẳng có ai ngồi trong kỷ niệm mến. À, cái đoạn này là như thế này nè bạn. Đấy, nói chung là mình sẽ phân tích từng đoạn cho các bạn hiểu nha. Tại có nhiều bạn bảo rằng không hiểu MV này quá, thì mình sẽ phân tích, mình reaction rồi mình phân tích từng đoạn cho các bạn nha. Thì cái đoạn này có nghĩa là như thế này, là sau khi mà Vinh lên thành phố xin việc thì Vinh vào trong quán ăn này thì thấy chị chủ quán chính là Sammy. Đó, Sammy gọi là sao ta? Có một cái khuôn mặt khá là giống Simmy, cho nên là anh Vinh đã nhầm Sammy chính là Simmy đó và hỏi ủa, bạn có phải là Trúc không? Nhưng mà Sam bảo không, tôi tên là Đào chứ không phải là Trúc. Đó. Thì trong đây thì Simmy thì đóng vai là một bạn tên Trúc, còn Sammy thì đóng vai một bạn tên Đào. Đấy. Giờ chẳng còn ai ngồi trong kỷ niệm mênh mông, để mãi bên bờ sông từng trao nhau yêu thương, nay em lại bước theo chồng. Để lại nơi này chỉ mấy mình tôi chờ mong, yêu một người như thế xem người ta là ưu tiên. À, và anh Vinh sau khi là được nhận trong cái quán ăn này thì mình tưởng là được làm phục vụ hay là đầu bếp hay gì, ai về đâu làm đầu ai về đâu là làm bảo vệ giữ xe bạn. Trời ơi trời, tưởng vô xin vô quán ăn là phải được làm đầu bếp chứ ai về làm bảo vệ. Một lần để biết mình chỉ là sự lựa chọn, con tim này đã hóa đá chỉ còn lại chút ưu phi, xin đừng đem đi hết tất cả để con tim này phải héo mòn. Cầm nhanh hoa giấy bao nói chua cả. Tại sao lại có cảnh nắm tay? Thì gọi là trong MV này các bạn là có cái cảnh mà Sammy nắm tay Vinh. Đó thì có rất nhiều bạn hỏi mình là anh Phong ơi, chị Sam dám nắm tay anh Vinh kìa, anh có ghen không? Cái mình nghĩ em đầu không, có gì đâu ghen, bình thường, chỉ là nắm tay thôi mà bạn, có gì đâu. Với lại là cái này là đang đóng MV thôi mà, chỉ là đóng MV thôi mà, không có gì ghen hết á. What? Có gì ghen hết, thấy không? Mày chết mày cho mày, mày coi chừng mày chết với tao rồi mày. Kiếm katana các bạn ạ. Kiếm katana mình mới mua được kìa. Không có gì ghen hết, hiểu không? Rượu kia uống sao chẳng say, thôi từ đây ngậm nước mắt tơ hồng đứt dây. Rồi Sam khóc luôn. Rồi Mình sẽ giải thích cho các bạn ở cái đoạn này. Có nhiều bạn không hiểu tại sao Sam lại khóc ở cái đoạn này. Thì sau khi mà Vinh lên Sài Gòn thì xin vô được cái quán ăn này để làm bảo vệ. Thì Sammy, thật ra là Sammy trong vai này, Sammy cũng đóng vai là một cô gái rất là thích Vinh. Đấy. Thì sau khi mà Sammy thấy được rằng là Vinh đang ngồi xem lại những bức ảnh ngày xưa của Vinh và Simmy đó, thì Sam cảm thấy rất là buồn khi mà Vinh vẫn còn nhớ về Simmy đó. Khóc luôn. Đến cảnh này mấy bạn đã nhận ra được cái gì đó gọi là trong MV này chưa? Đó, nè bạn hãy để ý nè. Trên tay của Sam là đang có một cái hình xăm mấy bạn ạ. Đó. Và trên tay của Timmy, đây. Trên tay của Timmy cũng có hình xăm luôn. Đó, mấy bạn đã nhận ra được điều bí ẩn gì trong video này chưa? Mấy bạn đã nhận ra được điều bí ẩn gì chưa? Tại sao Sammy và Timmy lại có cùng một cái hình xăm? Tại sao? Xem tiếp nha. Đó. Đây chính là bác sĩ Siro các bạn ạ. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Siro. Đó, mấy bạn đã hiểu chưa? Chắc các bạn hiểu rồi đúng không? Thì bạn nào không hiểu mình nói luôn nè. Đây thật ra cảnh này là như thế này. Là sau khi mà Vinh phát hiện ra trên tay của Sammy có một cái hình xăm, thì Vinh chợt nhớ lại là Timmy ngày xưa cũng có một cái hình xăm y hệt như vậy. Đó. Vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa Timmy chính là Sammy các bạn ơi. Timmy chính là Sammy nha. Và Timmy vì quá thích Vinh cho nên là Timmy quyết định lên Sài Gòn để phẫu thuật thẩm mỹ, để trở thành Sammy. Đó là cho nó giống Simmy các bạn. Đó là sẽ trở thành một cô gái giống như Simmy để gọi là tỏ tình với Vinh. Đấy. Thì sau khi mà Timmy phẫu thuật thẩm mỹ thì Timmy đã biến thành Sammy. Đấy, và Vinh không chấp nhận được sự thật, Vinh chạy đi và sau đó đã tung chúng anh dịch các bạn ơi. À, ui, Phong nè, thấy Phong không? Buồn quá, Phong chỉ được đóng vai vệ sĩ thôi. Thì vẫn tiếp tục là một cái cảnh mà Hero Team bọn mình ngồi uống bia. Thật ra cái này không phải là bia nha các bạn nha. Cái này chỉ là trà đá thôi. Mình khẳng định, mình thề với bạn, cái này chỉ là trà đá thôi. Bạn biết tại sao không? Tại vì bia thường là nó phải có cái bọt trắng trắng. Còn cái này là trà đá cho nên nó không hề có bọt nữa, mày thấy không? Đó, cái này chỉ là trà đá thôi nha. Chứ không phải là Hero Team bọn mình uống bia đâu. Mấy bạn cơ mình anh ui Hero Team uống bia kìa. Nhưng không phải nha, cái này chỉ là trà đá thôi các bạn ơi. Mấy bạn thấy Phong ngầu không? Bạn nhìn thấy Phong ngầu không? Đó, cầm chai trà đá uống. Thấy ngầu không? Ui, cảnh này hay nè, mấy bạn coi cảnh này hay nè. Chết nè. Đó, tẹt cái nữa. Ui, rồi, cá mui, tẹt cái nữa. Rồi, xong luôn. Simmy đang đi đánh ghen các bạn ạ. Đó, anh Dịch gọi là phản bội Simmy và sau đó Simmy đến đánh ghen. À mà quên, mấy bạn có nhận ra được gọi là cô gái đóng vai gọi là bồ nhí của anh Dịch trong MV này là ai không? Đây, cô gái nè, các bạn có nhận đây là ai không? Bạn nào nhận ra đây là ai nhớ comment lại cho mình biết nha. Tại sao cô dám làm mất mặt tôi? À. Anh Dịch đóng vai này đúng kiểu ác luôn các bạn. Mình nhìn anh Dịch đóng vai ác lắm luôn các bạn ơi. Đó, Phong nhào vô đỡ Dịch mấy bạn ạ. Sau đó Dịch tính nhào làm Phong tính nhào vô quýnh anh Vinh luôn, nhưng mà sau đó Dịch cản Phong lại. Cấm nè. Ôi, đâu chưa? Rồi sau đó là Sammy thấy Vinh bị đánh, Sammy chạy đến kiểu chỉ tay vô trong mặt Vịt kiểu tại sao ông lại quýnh bạn tôi, xô Vịt té đó. Cái gì vậy mấy bạn ơi, anh Vịt để tay ở đâu vậy, cái gì vậy? Trời ơi, cảnh này mình hơi bỏ qua mình thề các bạn, cảnh này mình không hề cố ý nha, cái này là tự anh Vịt bỏ tay lên chứ mình không cố ý nha. Ok đó, sau đó cảnh này là Sammy nhào tới tính xô anh Vịt thêm lần nữa, nhưng mà cảnh này Phong đã cứu Vịt bằng cách nào? Phong đã quơ tay xô Sam ngã rồi, xong ngã luôn. Đấy. Có nhiều bạn xem xong cảnh này mấy bạn kêu là tại sao anh Phong lại quýnh chị Sam, anh Phong thật là ác độc, em sẽ nghỉ chơi với anh Phong cái kiểu. Mấy bạn nói mình rất nhiều, bạn kêu gì em sẽ nghỉ chơi với anh Phong, em sẽ không đăng ký kênh cho anh Phong nữa, em sẽ dislike video. Nhưng thật ra cái này do kịch bản vậy thôi chứ mình đâu có muốn xô Sam đâu, mình thương Sam lắm chứ đâu mà xô được, hiểu không? Với lại mình mà xô Sam té chắc Sam về xong quýnh mình chết luôn. Cái này chỉ là kịch bản thôi, bạn hiểu không? Đấy. Rồi xong, nứt xỉu luôn. Tóm tắt lại cái MV này là như thế này nè các bạn. Mình sẽ tóm tắt cái MV này lại cho các bạn nè, để cho các bạn hiểu nha. Đây, từ để mình tua đến cái đoạn mà có 4 người để mình tóm tắt cho anh em dễ hiểu. Đâu ta? Đoạn nào có 4 người đâu ta? Đoạn 4 người. 4 người bạn ở dưới quê. Đây. Bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cái MV này cho các bạn hiểu gọi là cái câu chuyện này nó như thế nào nha. Thì đầu tiên chính là Vinh thích Simmy và Simmy cũng thích Vinh. Đấy, và đây là một cặp đôi ở dưới quê đó, bạn hiểu không? Và Timmy thì lại thích Vinh. Đó. Và có một điều bí mật ở trong MV này mà chắc chắn các bạn không thể nào biết được, đó chính là Kairon cũng thích Timmy. Bạn thấy nó rối không? Vinh thích Sim, Timmy thích Vinh, Kai thích Timmy đó, mấy bạn thấy nó rối không? Sau đó là bắt đầu gọi là Simmy chuyển qua thích anh Vịt. Simmy chuyển qua thích anh Vịt. Sau đó là gọi là Simmy và anh Vịt cưới nhau và anh Vinh ở lại dưới quê một mình. Sau đó là Timmy thổ lộ tỏ tình với anh Vinh, bảo rằng là Timmy cũng thích anh Vinh. Đấy. Và sau đó là 2 năm sau gọi là Timmy lên trên Sài Gòn và Timmy phẫu thuật thẩm mỹ thành Sammy. Và nói chung là nó rối lắm bạn, nó tùm lum la. Nói chung là MV này mà mấy bạn mà không xem kỹ hoặc là mấy bạn không để ý đến những cái tình tiết thì các bạn sẽ rất là khó hiểu được cái MV này luôn. Nhưng mà mình nói thật là cũng có rất là nhiều bạn hay, mấy bạn có thể nhận ra được cái MV này như thế nào. Nói chung là đây là một cái MV mà mình nói thật là kiểu hắc não bạn ạ. Thật ra cũng không hắc não lắm đâu, cũng dễ hiểu à. Nhưng mà nói chung là mấy bạn thấy MV như thế nào? Riêng mình thì mình cũng thấy MV này cũng được, kịch bản hay, nhạc cũng ổn đó. Và mình thích nhất là cái phần rap của anh Siro các bạn ạ. Ok, các bạn thì như thế nào? Đừng quên bình luận lại cho mình biết nha. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.